Sáng ngày 2 tháng 10, Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã khai mạc trọng thể tại thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc hội nghị. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng điều hành phiên khai mạc. Mở đầu hội nghị, Trung ương dành một phút tưởng niệm Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành và các nạn nhân đã bị thiệt mạng trong các đợt thiên tai, hỏa hoạn. Tại hội nghị, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Trung ương sẽ bàn và cho ý kiến kết luận về các vấn đề trọng đại, phức tạp, nhạy cảm, có ý nghĩa rất quan trọng với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị như tình hình kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch năm 2024, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2024 đến 2026 và lộ trình thực hiện chế độ tiền lương mới. Tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương năm khóa 11 về một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn năm 2012 đến 2020 và một số vấn đề khác. Hội nghị Trung ương lần này xem xét, quyết định nhiều vấn đề trọng đại, phức tạp, nhạy cảm, có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ban chấp hành Trung ương khóa 13 từ nay đến hết nhiệm kỳ. Theo chương trình, hội nghị làm việc đến ngày 8 tháng 10.